ta sẽ mua theo hình tháp, tức là ở những cái lần giải ngân đầu tiên khi mà các chỉ báo kỹ thuật bắt đầu đi lên báo hiệu tạo đáy, thì chúng ta sẽ giải ngân ở những cái vùng giá thấp như vậy với cái khối lượng lớn ở những ở lần mua đầu tiên, sẽ là cái khối lượng mua vào với khối lượng lớn nhất, khoảng 50 đến 70% khối lượng của tổng khối lượng mà chúng ta định tham gia. Sau đó ở các phiên tiếp theo, khi mà các chỉ báo xác nhận tiếp tục tạo đáy, tiếp tục đi lên, cũng như là giá cổ phiếu vượt được các cái ngưỡng hỗ trợ, thì chúng ta tiếp tục giải ngân mua vào với khối lượng thấp hơn. Sau đó khi mà giá cổ phiếu có nhịp điều chỉnh trở lại về vùng hỗ trợ, hoặc là tiếp tục vượt hỗ trợ và các chỉ báo vẫn tiếp tục đi lên, tức là xác nhận tạo đáy thành công, thì khi đó chúng ta có thể giải ngân mua nốt, và với cái khối lượng tiếp tục thấp hơn cái khối lượng của lần mua trước, thì cái chiến lược mua như vậy chúng ta gọi là mua theo hình tháp. Cái chiến lược mua như vậy giúp cho chúng ta có được vùng giá vốn thấp ở vùng đáy. Khi mà đã mua được cái khối lượng lớn ở ngay cái lần mua đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta không giải ngân mua hết ngay từ lần mua đầu tiên, bởi vì vẫn phải đề phòng rủi ro, nếu mà chúng ta sai thì sẽ giảm bớt được cái lượng lỗ mà chúng ta phải cắt. Khi mà các chỉ báo kỹ thuật cho cái xu hướng bắt đầu đi lên, khi mà chưa rõ ràng, chưa thực sự là rõ ràng, thì chúng ta chưa không nên giải ngân hết ngay từ lần mua đầu tiên, mà sẽ áp dụng cái chiến lược mua theo hình tháp, tức là mua khối lượng lớn ở chân, và khi mà giá càng tăng thì chúng ta càng mua khối lượng thấp đi. Sau này khi mà các cái chỉ báo tiếp tục tăng và xác nhận tạo đáy thành công, thì chúng ta mới tiếp tục giải ngân với khối lượng thấp hơn. Khi đó thì cái tâm lý chúng ta tham gia thị trường cũng sẽ chắc chắn hơn, giảm thiểu thua lỗ và chắc chắn được về cái xu thế tăng của cổ phiếu, an toàn hơn khi mà kiếm lợi nhuận. Tránh việc là mua giải ngân mua hết ngay từ lần mua đầu tiên, sau đó là các phiên tiếp theo lại có những cái vùng giá thấp hơn thì chúng ta lại không còn tiền để mua, hoặc là tránh cái việc mà mua lần đầu tiên thì thấp, sau đó khi thấy giá cổ phiếu tăng cao thì lại đẩy mạnh cái khối lượng mua lên ở những cái vùng giá cao, thì khi đó thì giá vốn của chúng ta sẽ bị đẩy lên cao dần. Và cái việc mua cao như vậy thì không tối ưu được lợi nhuận cũng như là mức độ an toàn thấp hơn.